Kính thưa quý vị và các bạn, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng và nhà nước ta. Là một địa phương có truyền thống làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, Huyện Hồng Dân đang sẵn sàng cho các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Dù là những hoạt động được tổ chức hàng năm, nhưng sự chuẩn bị từ sớm của huyện cho thấy ý nghĩa quan trọng trong sự tri ân của thế hệ hôm nay với những người đã cống hiến xương máu cho độc lập tự do của quê hương. Cứ đến tháng 7 hàng năm, cả nước lại tràn ngập không khí tri ân những người có công với nước. Ngày càng có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm đời sống các gia đình liệt sĩ, thương binh, bà mẹ vị nam anh hùng, chăm sóc phần mộ các liệt sĩ, tổ chức những hoạt động về nguồn đầy xúc động. Tri ân những người hy sinh vì nước đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Những việc làm đó còn có ý nghĩa giáo dục cho lớp trẻ hôm nay về một thời oanh liệt của đất nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Năm nay dù kinh tế đất nước còn gặp khó, nhưng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa vẫn diễn ra sôi nổi, sinh động. Phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều chương trình hành động cụ thể đã trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Quỹ đền ơn đáp nghĩa được sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng, cải tạo nhà tình nghĩa, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ, phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Mỗi năm huyện đã xây dựng, sửa chữa hàng chục nhà tình nghĩa để tặng các gia đình chính sách khó khăn, huy động được hàng tỷ đồng chăm lo cho đối tượng chính sách. Không những chăm lo người còn sống, chúng ta còn có nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc nơi an nghỉ của những người đã khuất như xây dựng, tu sửa, bia ghi danh tưởng niệm, cầu siêu cho hương hồn các liệt sĩ được ấm lòng nơi chín suối. Phong trào đền ơn đáp nghĩa đã và đang lan tỏa sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phụng dưỡng 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, hơn 98% gia đình chính sách có mức sống trung bình trở lên so với dân cư cùng địa bàn cư trú và xuất hiện nhiều tấm gương người có công làm kinh tế giỏi, giúp đỡ ngày càng nhiều đối tượng con thương binh liệt sĩ có việc làm ổn định, đóng góp xứng đáng vào xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng cùng với sự nỗ lực của bản thân, đến nay 100% gia đình chính sách ở huyện Hồng Dân đã có mức sống tương đối ổn định. Có thể nói phong trào đền ơn đáp nghĩa ở Hồng Dân đã đi vào cả chiều rộng lẫn chiều sâu bằng những hành động cụ thể thiết thực. Việc quan tâm chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho gia đình chính sách của huyện Hồng Dân đã phần nào bù đắp những đau thương mất mát để gia đình chính sách có được cuộc sống ổn định. Theo đó sẽ có khá nhiều hoạt động được Ủy ban dân huyện lên kế hoạch tổ chức từ cấp huyện đến xã thị trấn. Đó là tổ chức đoàn thăm mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống và các thương binh nguyên là cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ. Tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Một hoạt động được tổ chức hàng năm dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì trong năm nay là viếng nghĩa trang liệt sĩ và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Cũng theo truyền thống, hàng năm các xã thị trấn trong huyện sẽ tổ chức họp mặt tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn. Kết quả trên không chỉ phản ánh những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hồng Dân trong công tác đền ơn đáp nghĩa, mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với những hy sinh mất mát của các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công. Trong thời gian qua thì huyện cũng đã quan tâm, đặc biệt là quan tâm đến cái gia đình chính sách, người có công, thực hiện tốt các cái chế độ chính sách đối với các cái sách người có công, và đồng thời thì cũng quan tâm đến việc gà xó để xem xét để sửa chữa rồi xây dựng mới các cái nhà cho các cái đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn huyện trong năm 2022 cũng như những tháng đầu năm 2023 thì huyện đã thực hiện xây dựng hơn 50 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách người có công. Và đồng thời thì huyện cũng đã quan tâm đến cái điều kiện kinh tế của hộ gia đình. Và trong đó thì việc quan tâm nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, rồi giúp đỡ thương binh 1/4, 2/4 và những cái hộ gia đình chính sách còn khó khăn trên địa bàn huyện, thì cái công tác này là trong thời gian qua thì huyện đã thực hiện khá là tốt, và cái công tác chi trả các cái chế độ chính sách được kịp thời
đối với các cái gia đình chính sách và người có công trên địa bàn huyện. Và trong năm 2023 thì huyện tiếp tục tập trung để chăm lo cho gia đình chính sách. Trong những tháng đầu năm 2023 thì huyện cũng đã rà soát để phân công các ban ngành để giúp đỡ cho mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ cho gia đình thương binh hạng 1, hạng 2 và quan tâm chăm lo những cái gia đình chính sách còn khó khăn để các ban ngành nhận phụng dưỡng giúp đỡ để làm sao cho các cái hộ có điều kiện kinh tế ngang bằng với các cái hộ khác trên địa bàn huyện. Cùng với những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hồng Dân luôn chú trọng đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thiết thực chăm lo gia đình chính sách, người có công. Song song với công tác vận động, đầu tư xây dựng nhà ở, các xã thị trấn luôn thực hiện tốt quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng và thời gian thi công để việc chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách phát huy hiệu quả. Huyện Hồng Dân cũng đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao mức sống của gia đình chính sách. Để đạt được mục tiêu 100% gia đình chính sách có mức sống ngang bằng hoặc khá hơn mức sống của người dân nơi cư trú, Hồng Dân đã huy động mọi nguồn lực xã hội tập trung vào công tác đền ơn đáp nghĩa. Đến nay, 100% hộ gia đình chính sách của Hồng Dân đã không còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Những đối tượng gia đình chính sách không thể lao động sản xuất, già yếu cũng đã ổn định đời sống bởi sự chăm lo của chính quyền và các đơn vị nhận nuôi dưỡng. Sau nhiều nỗ lực cùng hành động thiết thực, hiện nay trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo thuộc đối tượng gia đình chính sách. Tuy vậy, việc hỗ trợ gia đình chính sách vẫn còn được duy trì nhằm thực hiện mục tiêu mà tỉnh đã chỉ đạo, nâng cao mức sống của gia đình chính sách lên bằng hoặc cao hơn mức sống của cộng đồng dân cư. Đỡ đầu thương binh nghèo, chăm lo gia đình liệt sĩ trong các dịp lễ Tết là những việc làm đang được các cấp các ngành thực hiện tốt. Điều đó đã góp phần nâng cao đời sống các đối tượng chính sách, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta từ bao đời nay. Hàng năm thì nhân dịp lễ 27 tháng 7, thì các Tết cổ truyền cũng như là các ngày lễ trọng đại trong năm thì xã cũng có quan tâm đến chăm lo và thăm hỏi với gia đình chính sách có công trên địa bàn xã. Ngoài các dịp lễ Tết thì bên cạnh đó thì khi gia đình chính sách và có công với cách mạng mà khi gia đình có hữu sự thì xã cũng thành lập đoàn đến thăm hỏi và kịp thời động viên. Hàng năm thì cũng có kêu gọi vận động các mạnh thường quân hỗ trợ những phần quà đối với gia đình mà chính sách khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ về cái nhà ở. Thì hiện nay trên địa bàn xã cũng rất quan tâm vấn đề này, hàng năm vận động và kinh phí của xã thì cũng có một số căn nhà tình nghĩa đối với những hộ mà có công với cách mạng. Hiện nay trên địa bàn xã là có 472 gia đình có công với cách mạng, trong đó có 190 gia đình hưởng thường xuyên. Hiện nay chế độ mà ở trên cấp về thì ở xã sẽ đến tận hộ gia đình để cấp đầy đủ. Bên cạnh đó cũng vận động thêm một số nguồn kinh phí khác từ cái ngân sách của xã như cái quỹ đền ơn đáp nghĩa để động viên thăm hỏi các gia đình này. Hồng Dân là địa phương triển khai thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách. Nhờ vậy mà hiện tại, huyện không còn đối tượng chính sách nghèo và dự tính trong năm tới, huyện cũng sẽ không còn hộ chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Trên địa bàn huyện, tất cả các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh đều được hưởng chế độ chính sách theo quy định của nhà nước. Các đối tượng này còn được các ban ngành đoàn thể thị xã thường xuyên quan tâm hỗ trợ về mọi mặt. Trong các dịp lễ Tết hàng năm, Ủy ban nhân dân các cấp đều tổ chức đoàn đến tận nhà thăm viếng, tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ và các thương binh. Ngoài các hoạt động thăm viếng, dịp 27 tháng 7 năm nay, huyện tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách còn gặp khó khăn về nhà ở, tiến hành tôn tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ, bia ghi danh, đồng thời gấp rút hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị nhà nước truy tặng, phong tặng thêm các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Huyện cũng tập trung khảo sát, rà soát lại những gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở, cũng như nhà siêu dẹo, thì xuất kinh phí cũng như vận động đóng góp kinh phí để sửa chữa. Ngoài các chế độ của thương binh, bệnh binh thông thường, đối với thương binh hạng 1/4, 2/4, thị xã vận động cán bộ công chức đỡ đầu nâng mức trợ cấp thêm cho họ, giúp họ yên tâm hơn trong cuộc sống. Thì thấy địa phương với xã thì cũng có chăm lo với gia đình, cũng có quan tâm. Còn cái chuyện mà đảng nhà nước có cái gì đó thì anh em địa phương xã cũng thông báo cho gia đình biết. Hiện giờ thì
tôi đang hưởng cái chế độ thương binh, chứ không có hưởng chế độ gì, với thời cúng liệt sĩ thôi. Mấy cái dịp là Tết, ngày lễ 27 tháng 7, địa phương cũng có tới, có xã đồ, mấy cháu xã cũng có tới, cùng với địa phương, tới thăm viếng gia đình, tặng quà, chúc Tết. Đi chiến trường ca, chiến trường cam, thì cũng như qua bển rồi bệnh, sốt rét. Rồi về đây cũng như làm giấy tờ là mất 61% đó, cái thẻ bệnh binh đó. Rồi về đây thì cũng sau này nè cũng nhờ chính quyền địa phương áp rồi này nọ cũng được mà hỗ trợ được căn nhà 60 triệu. Thì cấp cũng hoàn chỉnh trong năm 2023. Thì cũng lại cũng quan tâm động viên đồ, rồi cho bảo hiểm y tế rồi động viên rồi gia đình vậy đó, cũng mình thấy như vậy thì cũng rất cảm ơn chính quyền các cấp rồi cũng như quan tâm gia đình của mình vậy đó. Qua chặng đường dài thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, đến nay Hồng Dân không còn đối tượng chính sách nghèo và năm tới sẽ không còn hộ chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Mục tiêu mà huyện đưa ra hướng tới là tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động đỡ đầu, mua bảo hiểm xã hội, thực hiện các chính sách về ưu đãi cho vay vốn, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, miễn giảm học phí cho các đối tượng chính sách và con em của họ nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của họ. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, Hồng Dân xem đó là sự tri ân, là thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Trong những tháng đầu năm 23 thì huyện đã chỉ đạo cho các xã để rà soát, xem xét để những cái trường hợp nhà ở khó khăn trên địa bàn huyện để tập trung sửa chữa. Thì trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện đã tập trung xây dựng hơn 30 căn nhà, xây dựng và sửa chữa hơn 30 căn nhà cho gia đình chính sách. Và đồng thời thì cũng huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Ủy ban dân các xã thị trấn để làm sao chi trả kịp thời và đúng đối tượng cho các cái đối tượng chính sách và người có công, rồi rà soát các cái bia ghi danh liệt sĩ ở các xã thị trấn để làm sao mà có di tu sửa chữa để làm ghi ơn nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Còn trong thời gian tới, để tập trung cho cái lễ 27 tháng 7, thì cũng báo luôn các đồng chí là huyện đã có cái kế hoạch để giúp đỡ cho các cái gia đình chính sách, cũng như là quan tâm sửa chữa nhà, rồi quan tâm đến các cái mộ mẹ Việt Nam anh hùng để sửa chữa, cũng như là giúp đỡ để làm sao các cái mộ mẹ Việt Nam anh hùng có là thật sự khang trang, sạch đẹp. Cái thứ hai nữa là rà soát để tiếp tục di tu sửa chữa các cái mộ bia ghi danh của các anh hùng liệt sĩ. Cái thứ ba nữa là rà soát các cái đối tượng để làm sao mà trong cái dịp 27 tháng 7 này là để cấp quà cũng như các cái chế độ chính sách không để sót lọt cũng như đảm bảo thật sự đúng đối tượng. Bằng những việc làm thiết thực trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự hưởng ứng của các bộ ngành đoàn thể và nhân dân cả nước, phong trào đã được thực hiện sâu rộng với các chương trình quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những phong trào đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng dân cư, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần đối với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Hiện nay thì các gia đình chính sách là đã cơ bản nằm trong diện là trung bình khá giàu, đảm bảo là gia đình chính sách trên địa bàn xã Ninh Hoa thì không còn gia đình nghèo nữa. Nhưng mà đảng bộ chính quyền cũng vẫn tiếp tục quan tâm đối với những hộ mà còn khó khăn thì thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm về nhu cầu nhà cũng như là các nhu cầu khác để làm sao đảm bảo cho họ đủ điều kiện để góp phần với xây dựng với đảng bộ xã ngày càng trong sạch vững mạnh hơn. Cùng với chính sách ưu đãi của nhà nước, phát huy truyền thống dân tộc uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công đã trở thành tình cảm trách nhiệm của toàn xã hội, là những nội dung quan trọng trong các diễn đàn, đã khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, huy động được sức mạnh của toàn xã hội,
đã trở thành những công việc thường xuyên với nhiều hoạt động thiết thực được phát triển từ làng, xã, xóm ấp, đã đi sâu vào tâm khảm của mỗi người dân, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần, góp phần để chăm sóc người có công trong giai đoạn hiện nay.